U20 Việt Nam làm điều không tưởng, cả châu Á chấn động, ngả mũ thán phục thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Dù được đánh giá yếu nhất ở bảng B vòng chung kết U20 châu Á, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tạo nên địa chấn khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Australia trong ngày giao quân. Thử thách thứ hai của U20 Việt Nam tại vòng chung kết đó chính là cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Qatar. Nếu thắng ở cuộc so tài này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp. Sau đó, trận gặp U20 Qatar mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam. U20 Việt Nam đang có tinh thần lên cao sau khi bất ngờ giành chiến thắng trước Australia. Toàn đội cũng đang có một trạng thái sung sức nhất. Thể lực của trận đầu tiên đã hồi phục và sẵn sàng ra sân thi đấu. Bên cạnh đó, với sự đồng đều về chất lượng, các cầu thủ cũng đã giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thêm sự lựa chọn. Khi U20 Việt Nam để lại được nhiều ấn tượng trong ngày giao quân, thì U20 Qatar lại gây thất vọng trong trận thua 0-1 trước Iran. Ở trận đấu này, đoàn quân của vị huấn luyện viên Abaria đã không thể hiện được nhiều khi họ chịu sức ép mạnh mẽ từ các cầu thủ U20 Iran trong lối chơi tấn công ấn tượng và đa dạng. Thất bại 0-1 trước Iran đã đẩy Qatar vào chân tường. Kết quả này khiến cho đội bóng của vị huấn luyện viên Abadia đứng trước nguy cơ bị loại sớm một vòng đấu nếu tiếp tục trắng tay trong lượt trận thứ hai. Vì vậy, Qatar buộc phải giành 3 điểm trước U20 Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp, bởi một kết quả hòa cũng khó nhen nhóm cho cơ hội đi tiếp của đội bóng này. Dù Qatar được đánh giá nhỉnh hơn Việt Nam, nhưng nếu chúng ta chơi đúng sức thì hoàn toàn có thể nghĩ tới ít nhất một điểm trong tay. U20 Việt Nam có thể nhập cuộc với U20 Qatar như cách đã từng chơi với Australia. Với đấu pháp hợp lý, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới một kết quả có lợi. Trước trận đấu, tình hình thể lực của các cầu thủ khá tốt, tinh thần toàn đội dù sao cũng đã cực kỳ cao sau chiến thắng đầu tay. Chia sẻ trước truyền thông, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định, ta đã đặt ra bài toán nếu như U20 Việt Nam và Iran thua trận thì cả bốn đội coi như phải làm lại từ đầu. Ngay cả khi chúng ta có một điểm trước U20 Qatar cũng chưa thể nói lên điều gì. Thế nên 3 điểm trước Australia chưa là gì cả. Tôi nói với cầu thủ hãy quên đi tất cả để tập trung vào cuộc đối đầu với Qatar. Trước câu hỏi về đấu pháp của U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng ta phải hết sức tôn trọng U20 Qatar. Về mặt đấu pháp, tôi không nói trước được. Có những cái cần phải giữ và chỉ đến khi đấu thì chúng ta mới biết được chơi ra sao. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về băng ghi hình và xem trực tiếp họ thi đấu. U20 Qatar có những ưu điểm cũng như là nhược điểm. Vấn đề quan trọng là chúng ta có lực lượng tốt hay không? Chúng ta có sẵn sàng hay không? Chúng ta có quyết tâm đồng lòng hay không? Tôi đã nói chuyện với cả đội và chúng tôi đã sẵn sàng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nói trước trận đấu. Đúng như những gì mà vị huấn luyện viên U20 Việt Nam chia sẻ, các cầu thủ của chúng ta nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Ngay từ khi bóng lăn, các cầu thủ của chúng ta đã chủ động áp sát và thể hiện sự quyết tâm. Tuy nhiên, tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về Qatar. Phút thứ 4, tiền đạo bên đối phương đã tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, cú đá của cầu thủ này đã đưa bóng đi quá cao và không gây nguy hiểm. 2 phút sau, vẫn chính là cầu thủ Mobak với pha bóng nguy hiểm may cho U20 Việt Nam khi cú đánh đầu của đối thủ đã bị thủ môn Cao Văn Bình cản phá chính xác. Tới phút thứ 10, Qatar có cơ hội, nhưng một lần nữa chúng ta lại chứng kiến thêm một pha xuất sắc của Văn Bình. Sau tình huống này, U20 Việt Nam có pha phản công nguy hiểm, Văn Khang băng đến đón đường truyền của đồng đội. Đội trưởng áo đỏ loại bỏ cầu thủ đối phương và bị phạm lỗi gần vòng cấm U20 Qatar. Trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng đối với Jassim. Ở tình huống đá phạt sau đó, Quốc Việt đã đưa bóng đập hàng rào. Một cầu thủ áo đỏ đã dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không gây ra khó khăn cho thủ môn Abi. Sau đó, U20 Qatar tấn công. Nguyên Hoàng đã kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tiếp có những tình huống nguy hiểm. Phút thứ 19, thêm một pha đánh đầu của Pobang. Lần này, anh kết thúc đã đưa bóng đi sát của dọc khung thành U20 Việt Nam. Các học trò của vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phòng ngự hết sức chủ động trước đối thủ. Trong khi đó, U20 Qatar tìm mọi cách nhưng vẫn chưa tìm ra khe hở để mở bàn tỷ số. Xen kẽ những tình huống tấn công của Qatar, các cầu thủ của chúng ta gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương. Phút 37, U20 Việt Nam có pha tấn công sắc nét, Văn Cường đã băng lên tốc độ bên cánh phải. Quá đáng tiếc khi tạt vào, nỗ lực của cầu thủ này đã bị hậu vệ U20 Qatar kịp thời cản bóng trước khi Văn Khang có thể lao vào dứt điểm. Tuy nhiên, U20 Việt Nam không cần nối tiếp quá lâu, ít phút sau đó chúng ta đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Đức Việt đã tranh chấp tốt, mở ra cơ hội để Văn Trường chuyền bóng cho tốc độ của Quốc Việt. Tiền đạo mang áo số 14 xử lý khéo léo, anh loại bỏ hậu vệ U20 Qatar rồi tung một cú sút hiểm hóc mở tỷ số cho Việt Nam. Thời gian còn lại của hiệp 1 quá ngắn và Qatar phải nghỉ giờ với việc để thua 0-1. Báo hiệu một hiệp 2 cực kỳ hấp dẫn. Đúng như dự đoán, hiệp 2 chứng kiến sức ép rất lớn từ Qatar, đối thủ đã tìm mọi cách để đưa bóng vào vùng cấm của U20 Việt Nam nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên,
Với sự cản phá và tỉnh táo kỷ luật trong lối chơi, U20 Việt Nam khiến cho các cầu thủ Qatar càng đá càng nản. Cách biệt chỉ là một bàn mong manh và Qatar không thể làm gì trước sự bình tĩnh của những chiến binh sao vàng. Và cuối cùng sau 90 phút thi đấu nghẹt thở, Việt Nam đã xuất sắc có được chiến thắng trước Qatar, qua đó có 6 điểm trọn vẹn. Nhà chuyên môn, phóng viên và người hâm mộ châu Á đều không thể tin nổi với những gì mà Việt Nam vừa làm rồi vào bảng đấu với Úc, Qatar và Iran. Xin nhắc lại là Úc, Iran và Qatar. Nhưng U20 Việt Nam đang có 6 điểm sau 2 trận, một điều không thể tin nổi và một kịch bản không thể tưởng tượng ra, dù là với những người viển vông nhất. Nhưng quý vị khán giả không hề nghe lầm, bởi những gì không thể xảy ra đó lại chính là sự thật. Các cầu thủ tuổi 19 đôi 10 của chúng ta đã làm được một điều kỳ diệu tại Uzbekistan. Báo giới châu Á và người hâm mộ khắp châu lục không khỏi sốc nặng trước những gì mà U20 Việt Nam đã làm. Ngay sau trận đấu, tờ Football Nation đã ngay lập tức đăng tải bài viết với tiêu đề Việt Nam liên tục hạ các ông lớn, chú ngựa ô U20 châu Á lộ diện. Bên dưới bài viết, rất nhiều bình luận của người hâm mộ đã bày tỏ sự bất ngờ và khen ngợi. Người hâm mộ Úc đã viết, không thể tin nổi, giờ tôi biết vì sao họ có thể đánh bại chúng tôi. Trong khi đó, một người hâm mộ Ả Rập đã viết, U20 Việt Nam cực kỳ xuất sắc, tôi tin họ sẽ tiến xa tại giải đấu lần này. Từ bao giờ mà bóng đá trẻ của Việt Nam lại được khen ngợi nhiều tới như vậy? Những cầu thủ U20, U23 của chúng ta đang làm cho cả châu Á phải trầm trồ bằng những chiến tích không tưởng. 6 điểm là một con số hết sức tuyệt vời đối với U20 Việt Nam lúc này. Tuy nhiên, bảng B thật sự là một bảng đấu khó khăn cho chúng ta. Nhưng chúng ta đã có thể chắc suất đi tiếp. Tại lượt trận thứ hai bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023, trước khi bước vào trận đấu này, U20 Iran nắm lợi thế khi thắng 1-0 U20 Qatar ở trận sau quân. Trong khi đó, U20 Australia gặp bất lợi vì thua 0-1 trước Việt Nam. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng U20 Iran đã chơi không tốt. Người ghi bàn cho U20 Australia là Simon. Không những vậy, sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến U20 Iran tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 19. Sau khi nhận hai bàn thua liên tiếp, U20 Iran chơi tốt hơn và tạo ra được thế trận lấn lướt. Ở phút thứ 25, cầu thủ của đội đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đại diện Tây Á. Trong hiệp đấu thứ hai, Australia tiếp tục tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ U20 Iran để nâng tỷ số 3-1 phút 46. Sau bàn thắng, Australia chủ động chơi phòng ngự phản công khiến U20 Iran gặp bế tắc. Nếu như thua trận này, U20 Iran sẽ gặp bất lợi trong việc giành vé đi tiếp. Những nỗ lực của đại diện Tây Á giúp cho họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 80. Tuy nhiên, đấy là tất cả những gì U20 Iran làm được. Chung cuộc, Iran đã thua 2-3 trước Australia. Với trận thua này, Iran có 3 điểm trên 2 trận. Chiến thắng của Australia đang khiến cho bảng B trở nên căng thẳng hơn. Việt Nam thắng U20 Qatar cũng vẫn chưa thể đi tiếp, dù chúng ta đã củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Tuy vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải đá trận sinh tử với Iran ở lượt trận cuối tại bảng B để tranh vé tứ kết, trong khi đó Qatar sẽ đối đầu với Australia.